Xem tuổi sông nhà sông đất năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Bính Dân sinh năm 1986. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can địa chi ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là các tuổi phù hợp để gia chủ tuổi bính dân sông đất vào đầu năm mới 2023. 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi bính dân. Tuổi bình Tuất sinh năm 1946 tốt. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tốt. Tuổi Đinh Hợi sanh năm 1947 khá tuổi tân sửu sinh năm 1961 khá tuổi canh ngọ sinh năm 1990 khá tuổi mậu dân sinh năm 1998 khá tuổi kỷ mậu sinh năm 1999 khá tuổi mậu tuất sinh năm 1958 trung bình tội bến thân sinh năm 1976 trung bình và tuổi kỷ Hải, sinh năm 1959 trung bình phân tích mối quan hệ xung khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi bình dân sinh năm 1986 vào năm quý mão 2023 như sau một người sông đất sinh năm 1946 tức tuổi bính tuất mệnh thổ ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mậu vì thổ sinh kim rất tốt thiên can tuổi sông nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được thiên can tuổi sông nhà là bỉnh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mạo chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là tuất đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi dần của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là tuất đạt lục hợp mạo hợp tuất với địa chi mạo của năm quý mạo rất tốt tổng điểm 16 trên 20 tốt hai người sông đất sinh năm 1991, tức tuổi Tân Mùi, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quỷ mạo vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can quý của năm quỷ mạo rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mùi, không sông không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là mùi, đạt tam hợp, hợi mẫu môi với địa chi mẫu của năm quỷ mẫu rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 3. Người sông đất sinh năm 1947 tức tuổi Đinh hợi Mệnh Thổ Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mạo, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mạo chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi đạt lục hợp dần hợp hợi các nhưng lại phạm tử hành xung dần thân tỵ hợi hùng nên các hùng trung hòa với địa chi dân của gia chủ chấp nhận được địa chi tủ sông nhà là hợi đạt tam hợp hợi mẫu mùi với địa chi mẫu của năm quý mẫu rất tốt tổng điểm 15 trên 20 khá 4. Người sông đất sinh năm 1961, tức tuổi Tân Sửu, Mệnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ phi hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi song nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quỷ mạo, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi song nhà là tân tương hợp với thiên can quý của năm quỷ mạo rất tốt. Địa chi tổ song nhà là sổ không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tổ song nhà là sổ không xung không hợp nhau với địa chi mạo của năm quỷ mạo chấp nhận được. Tổng điểm 14 trên 20 khả. Năm, người sông đất sinh năm 1990, tức tuổi canh ngọ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quỷ mạo vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can bính của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can quý của năm quỷ mạo không tốt. Địa chi tủ sông nhà là ngọ đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi dần của gia chủ rất tốt. Địa chi tủ sông nhà là ngọ phạm tử hành xung tỷ ngọ mẫu dầu với địa chi mẫu của năm quỷ mẫu không tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 6. Người sông đất sinh năm 1998 tức tuổi mậu dần mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tổ sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quỷ Mão, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tổ sông nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tổ sông nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quỷ Mão, chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là dần không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dân không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm quỷ mão chấp nhận được. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1999, tức tuổi kỷ mão mệnh thổ. Ngũ hành tuổi song nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ, ngũ, ngũ hành kim của năm quỷ mão vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mạo chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là mạo không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là mạo không xung không hợp nhau với địa chi mạo của năm quý mạo chấp nhận được. Tổng điểm 13 trên 20 khá người sông đất sinh năm 1958 tức tuổi Mậu Tuất mạnh mộc Ngũ hành tổ sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt Ngũ hành tổ sông nhà là mộc xung khắc với ngũ hành kim của năm quý Mạo vì kim khắc mộc không tốt tiên can tổ sông nhà là Mậu không xung khắc không tương hợp với thiên Can Bính của gia chủ chấp nhận được Thiên can tuổi song nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mạo chấp nhận được. Địa chi tổ song nhà là tuất đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi dần của gia chủ rất tốt. Địa chi tổ song nhà là tuất đạt lục hợp mạo hợp tuất với địa chi mạo của năm quý mạo rất tốt. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình. Chính, người sông đất sinh năm 1976, tức tuổi Bính Thân, Mạnh Thổ, Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quỷ mão vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can quỷ của năm quỷ mão chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là thành không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được đề chi tổ sông nhà là Thành Phạm Lục Hải Mão Hải thần với địa chỉ mão của năm Quỷ mão không tốt. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình. 10. Người sông đất sinh năm 1959 tức tuổi Kỷ Hải Mạnh Mộc. Ngũ hành tổ sông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì Mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tổ sông nhà là mộc xung khắc với ngũ hành kim của năm quỷ mạo vì kim khắc mộc không tốt thiên can tuổi song nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được thiên can tuổi sông nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can quỷ của năm quỷ mạo chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là hợi đạt lục hợp dần hợp hợi các nhân lại phạm tử hành xung dần thân tỷ hợi hung nên các hung trung hòa với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được Địa chi tủ xong nhà là hội đạt tam hợp hội mẫu mùi với địa chi mẫu của năm quỷ mẫu rất tốt. Tổng điểm 11 trên 20 trung bình. Sau đây là 10 tuổi xong đất xấu cho gia trụ tuổi bình dân vào năm quỷ mẫu 2023. Tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 xấu. Tuổi canh dân sinh năm 1956 xấu.

và tội kỹ sổ sinh năm 1949 nghìn gia chủ cần lưu ý